anh em sẽ nhận được là 300 diamond chest nha đây là cái mã code này code redeem bây giờ chúng ta sẽ mở hết 300 rương nha để rút tiền thì bạn chọn cái số đồ mà bạn muốn rút quan trọng là bạn phải đủ đô để rút nha nhập mã code xong thì anh em đang có 30 đô giống như mình rồi đúng không thì chọn 30 đô này con phim này đó thì nó sẽ bending processing như thế này Có một bạn mới chia sẻ cho mình một cái code làm khảo sát ở trên cái ứng dụng này. Ai mà từng nhập rồi thì thôi, còn nếu như ai chưa nhập thì chúng ta vô phần redeem nhé. Mã code mình để dưới phần mô tả video nhé. Anh em có thể nhìn vô nhập y chang là được 008 đuôi nha anh em. Sau đó bấm vô chữ là redeem reward. Đó, anh em sẽ nhận được là 300 diamond chest nha. Đây là cái mã code này, code redeem. Rồi continue. Đó, anh em sẽ nhận được 300 cái rương này, thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ mở hết 300 rương nha. Rồi mình sẽ tua qua cái phần này coi được những cái gì nha. Mình đã open hết 300 rương rồi. Mình đang có là 23 lượt chơi uh, của cái trò chơi là kiếm được 10 đô này và 24 lượt chơi của cái trò kiếm được 1 đô. Vậy thì mình sẽ chơi cái trò 10 đô nha. Ở đây chúng ta open rương ấy, được các cái ticket thì ticket anh em sẽ chơi được các trò chơi ở trong đây. Chúng ta chỉ cần cào thôi, bấm con phim là được. Ngày trước thì còn cào nhưng mà bây giờ chỉ còn phim thôi. Trò này nó ghi 10 đô vậy thôi nhá Nhưng mà cao nhất anh em chỉ kiếm được 3 đô thôi Đương nhiên là nó vẫn có giải 10 đô Nhưng mà cao không biết bao giờ Từ cái ngày mà mình chơi clip class đến bây giờ á Mình chơi chưa trúng được 10 đô lần nào cả Có những lần nó bút á Nó bút cái 3 đô tỷ lệ trúng á Đây 3 đô này anh em thấy không Trúng 3 đô Trúng nhiều á Trước mình chơi là 10 lần Hết 8 lần trúng 3 đô rồi Đấy Nên ngày trước mình kiếm được nhiều Bây giờ nó kiếm được ít hơn Rồi Tương tự mình sẽ cào hết tất cả nhé, coi mình kiếm được bao nhiêu tiền. Mình đã mở hết tất cả các rương rồi nha. Đó. Cái rương 1 đô với 10 đô kia là nó kiếm được nhiều nhất thôi. Còn lại những cái như là coupon hay là coi này thì mình còn nhiều lượt chơi lắm. Nhưng mà mình lười ha, mình lười mở mấy cái này tại vì mở một lần nó được ít đô hơn mấy cái kia. Mình chỉ review hai cái rương lớn nhất thôi. Rồi mình đã có là 23.5 đô. Vậy là 300 rương, chúng ta có thể kiếm được hơn 20 đô nhá. Anh em chỉ cần nhập cái mã đó thôi chúng ta đã có hơn 20 đô rồi đấy chưa tính coi nha anh em coi nè cái phần coi này mình cũng có thể là con vượt ra đô được mình sẽ mua các cái gói đầu tư trước đi receipt này buy này đấy chúng ta đầu tư coi nhá hết cái thời gian đầu tư á, thì nó sẽ trả lại cả vốn với lời cho chúng ta luôn đó buy này rồi mua hết nhá rồi còn những cái coi dư này coi thừa ha mình không làm gì hết thì mình cắt exchange mình quy đổi ra đô hết đấy vậy là 300 cái rương thì nó gần khoảng 30 đô nhá Tại vì ban đầu mình đã có một ít đô sẵn rồi cứ cho là gần 30 đô đi có ông nào may mắn mà cào liên tục ra 3 đô thì chắc chắn là hơn 30 đô rồi Bây giờ mình sẽ rút tiền này Cash out rồi đúng không bấm một cái danh sách nè cái lịch sử á, tiền về của mình gần nhất là rút 40 đô này thì nó bị trừ phí còn 39.75 đô còn cái lần rút 29.75 đô nó chưa về nha Bây giờ ứng dụng này nó xử lý khá là lâu khoảng 3-4 ngày tiền mới về gì đó thông thường là trong một tuần đấy còn hơn một tuần mà nó không về anh em phải feedback cho nó mình đã làm các video quá chi tiết về con này rồi anh em nào cần thì có thể xem lại ở đây mình rút gần 3.000 đô rồi đảm bảo là uy tín nha anh em đây xanh lẻ xanh lét là về hết rồi còn những lần mà nó chưa về này á, thì mình đang feedback tiếp để cho họ xử lý ha để rút tiền thì bạn chọn cái số đồ mà bạn muốn rút quan trọng là bạn phải đủ đô để rút nha nhập mã code xong thì anh em đang có 30 đô giống như mình rồi đúng không? Thì chọn 30 đô này, con phim này, đó thì nó sẽ bending, processing như thế này. Ứng dụng này có khá là nhiều cách để kiếm tiền. Đầu tiên là mục spin này. Thì cái mục này từ lúc mà nó update á, cái lịch sử này do reward này nó thay đổi rồi. Có nghĩa là nó clear hết rồi. Ngày trước mình kiếm 5 hay là gần 10 đô á thì nó clear hết. Bây giờ bắt buộc mình phải cái lịch sử nó lưu lại này, spin này. Cái mục này á là mình có làm video hướng dẫn rồi anh em cứ tìm lại có hết ha mục này thì người khác phải giúp đỡ bạn nó mới có còn muốn chơi phi ở trong mục spin này đấy thì cái mục này cứ mỗi 5 tiếng thì phải đây cứ sau 5 tiếng chúng ta lại được một lần quay miễn phí ở đây ở phần video này chúng ta xem video cũng có rương này tuyển rep cũng có rương này nhập mã code cũng có rương này anh em chơi game cũng có coi này đó phần game này có khá là nhiều thứ anh em có thể open thêm nhiều game khác để chơi mỗi chủ đề mình đều làm một video để tách riêng anh em có thể tìm lại ở cái phần kiếm tiền app clip clap hoặc là lên YouTube á, anh em tìm hướng dẫn kiếm tiền app clip Club, LVT kiếm tiền online gì đó nó sẽ ra rất là nhiều video của mình anh em có thể kiếm lại hồi nãy là mình có hướng dẫn các bạn nhập một cái mã code rồi đúng không đó là cái mã code nhận 300 rương à, nếu như bây giờ bạn mới chơi cái ứng dụng này á, bạn có thể nhập cái mã code để ủng hộ mình hoặc là bạn có thể hướng dẫn người khác nhập cái mã code của bạn bằng hình thức là bộ phần invite fan này rồi ở đây bạn bấm một chữ more tiếp tục bạn bấm vào sao chép vào khay cho mình anh em sẽ dán lên Google nhé từ từ hẳn tìm kiếm anh em sẽ xóa những phần dư thừa trước rồi xóa nha rồi xóa này rồi bây giờ mình mới bắt đầu tìm kiếm tìm kiếm xong nó sẽ đi ra một cái mã code như thế này một bấm copy nha nếu như người khác ví dụ đi ví dụ bạn nhập cái mã code của mình thì bạn sẽ nhận được một đô nha và anh em lưu ý cho mình nếu như ngày trước bạn từng chơi ứng dụng clip Grab rồi á Bây giờ nó đã thay đổi cái mã code nha Nó không còn là mã code cũ nữa Ngày trước mình là 2FAQPOBL gì đó ha Thì bây giờ nó đã thay đổi thành một cái mã code này rồi Mà thật ra nó cũng không phải thay đổi đâu anh em Thực chất á cái mã code nó vẫn vậy Nhưng mà cái mã code ngày trước của mình Đây này Club code này Trước là một cái tài khoản nó có hai cái mã code khác nhau Nên bây giờ nó sửa lại chỉ còn một cái mã code thôi đấy chúng ta lại về phần uh, reward anh em bấm một redeem anh em sẽ dán cái mã code hồi nãy anh em copy vô đây uh, cái mã code mình sẽ để cái phần mô tả video nhá anh em có thể nhìn sau đó nhập vô đây là được mã code của mình hồi nãy anh em copy là 270 bây giờ nó không cho phép anh em dán nữa vậy thì chúng ta sẽ tự nhập ha sau đó anh em bấm một chữ là redeem reward đây là mã code của mình anh em nhập để ủng hộ mình sau này có những cái mã code mà nó được rương ngon hơn á mình sẽ chia sẻ cho anh em còn nếu như anh em nào mà có cái mã code á, mà được trương giống như mình mới chia sẻ thì anh em có thể là comment dưới video cho nhiều người cùng biết nhé và anh em lưu ý á, là cái mã code này mình không biết là bao giờ nó hết hạn hoặc là bao nhiêu người nhập nó sẽ hết hạn thời gian nó không có thông báo vậy thì khi nào mà anh em nhập cái mã code này mà không được á, thì anh em có thể comment dưới video để những người sau khỏi nhập nữa nha hiện tại thì mình đang nhập và vẫn được